Thân chào các bạn sinh viên, học sinh của tổ chức giáo dục Úc QTS trên toàn Việt Nam. Hiện nay cô Tracy đang là tổng trưởng đại diện và tổng giám đốc điều hành của tổ chức giáo dục Úc QTS. Cô cũng là người đại diện cho ban giáo sư của tổ chức giáo dục Úc tại Việt Nam. Trước đây cô Trang có khoảng hơn 10 năm làm việc trong môi trường của chính phủ Úc và môi trường của chính phủ bang Queensland trong vai trò giám đốc thương mại cấp cao và là người đại diện cho chính phủ tại Việt Nam. Ngoài mảng giáo dục thì cô Tracy, trong mảng thiện nguyện thì cô Tracy còn là người hỗ trợ cho các dự án thiện nguyện về quốc tế, đặc biệt là cho quyền được học hành, cho quyền được đến trường, các học bổng quốc tế dành cho trẻ em nghèo tại Việt Nam, đặc biệt là cho nữ giới. Cô Tracy có một cái may mắn là được học trong một ngôi trường đại học của Úc và sau đó tham dự rất là nhiều chương trình làm việc, trao đổi, giao lưu văn hóa ở nhiều quốc gia khác nhau. Và sau này cô Tracy có cơ hội được thực tập và lên các cái cương vị cấp cao, những cái cương vị cần năng lực, cần kiến thức sâu rộng. Tính đến thời điểm hiện nay thì cô Tracy có hơn 20 năm trong cương vị là chuyên gia giáo dục quốc tế. Nếu như mà mình tham dự làm việc trong môi trường quốc tế, nó sẽ có những yêu cầu khắt khe hơn. Chính vì môi trường làm việc quốc tế là một môi trường cực kỳ năng động và sáng tạo, rất là nhiều kiến thức không chỉ trong lãnh thổ Việt Nam mà còn vượt ra lãnh thổ của châu lục hoặc là trên thế giới nữa. Cho nên chúng ta phải không ngừng học hỏi. Ngoài ra, chính vì chúng ta sẽ tương tác mỗi ngày với các đồng nghiệp, với các đối tác đến từ nhiều đất nước khác nhau, sự am hiểu về văn hóa của họ, kỹ năng làm việc đội nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, thậm chí kỹ năng thấu hiểu lẫn nhau, kỹ năng khả năng tương tác, và mình ở Việt Nam mình hay gọi là khả năng hiểu biết. Làm thế nào để mà các bạn bè hoặc là các đồng nghiệp đến từ các nước khác nhau có thể hiểu được và có thể chung tay để hoàn thành tốt công việc hay dự án của mình, đó là những yếu tố cực kỳ quan trọng khi làm việc trong môi trường quốc tế. Cái công việc đầu tiên của cô trong vai trò thực tập sinh của cơ quan quốc tế thuộc chính phủ của Úc, mình cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn khi mà có rất nhiều kiến thức mà những cái anh chị cấp trên họ biết mà mình không biết. Nhưng mà khi mình làm việc trong môi trường quốc tế thì cái cường độ công việc rất là nhanh và rất là nhiều dự án đổ đến cùng một lúc. Thông thường những cái thực tập sinh họ sẽ không có thời gian để mà được chỉ bảo, cũng như là cấp trên của họ cũng sẽ không có thời gian để nắm tay thực tập sinh đi. Vậy thì chị đã gặp rất là nhiều khó khăn trong việc là mình phải làm thế nào để mà mình có cái chất lượng, cũng như là mình phải làm thế nào để mà mình có cái kiến thức không làm chậm trễ những cái dự án cũng như là cấp trên của mình. Thì lúc đó cô Tracy mới phát hiện ra rằng là với các nhân viên quốc tế hay những người làm việc trong môi trường quốc tế, cái khả năng tự học hỏi, khả năng tự trang bị kiến thức cho mình cực kỳ quan trọng. Vậy thì trong cơ quan của cô Tracy, họ cung cấp rất là nhiều khóa học, chẳng hạn như là các cái khóa học làm thế nào để mà tăng cường các cái kỹ năng đồng đội như thế nào, kỹ năng làm việc như thế nào, đôi khi là kỹ năng quản lý thời gian như thế nào, kỹ năng quản lý cuộc họp như thế nào. Trong cái khoảng 2 năm đầu tiên mà Tracy đi làm việc thì cô Tracy đã phải bỏ ra mỗi ngày tầm 2 đến 3 tiếng đồng hồ sau giờ làm việc hoặc là buổi sáng trước khi mình đi làm á, mình ngồi xuống để mà mình học và mình hoàn thành những cái khóa học mà được cơ quan cung cấp như vậy. Vậy thì trong vòng 2 năm, so với những anh chị mà họ đã có rất là nhiều kinh nghiệm trước đó, thì mình cũng khỏa lấp được những cái khoảng trống, và sau đó cùng với những cái kiến thức mà mình tự học mình áp dụng trong môi trường làm việc quốc tế của mình, thì mình cũng nhận được rất là nhiều cái lời động viên và khen ngợi từ cấp trên của mình. Tại sao Tracy có thể thích nghi được trong bất kỳ đất nước nào hay môi trường nào mà Tracy đến? Tại sao Tracy lại có thể làm cho các cái đồng nghiệp quốc tế yêu mến của mình? Thì cái bí kíp của Tracy chia sẻ xuống cho học sinh sinh viên của mình, đó là một số cái đức tính sẽ giúp cho các em sống trong môi trường nào, sống sót trong cái quốc gia nào cũng được. Thứ nhất đó là sự kiên trì. Thành công sẽ chỉ đến cho những người siêng năng, kiên trì và những người theo đuổi cái đam mê, cái mục tiêu của mình. Và cho dù chúng ta làm việc trong một công ty Mỹ, một công ty Úc, một công ty Nhật Bản, một công ty Hàn Quốc, thì đức tính kiên trì, quyết tâm và sự siêng năng sẽ luôn được các đồng nghiệp, sẽ luôn được các lãnh đạo họ đánh giá hàng đầu. Theo Tracy nghĩ, sinh viên Việt Nam rất là thông minh. Sinh viên Việt Nam mình cũng như người Việt Nam mình rất là dễ thích nghi, thích ứng trong những môi trường mới. Cũng như người Việt Nam mình rất thích sự thay đổi. Có thể cái đức tính đó nó đến từ lịch sử, đến từ văn hóa của dân tộc mình, là một dân tộc mà luôn luôn cởi mở, luôn luôn thích nghi với những cái nền văn hóa hoặc là những kiến thức tốt đẹp khác nhau trên thế giới. Ngoài ra sinh viên Việt Nam của mình cũng rất siêng năng, rất cần cù. Và các bạn, thông thường các bạn sinh viên Việt Nam mình biết mình là ai, luôn luôn có một sự tôn trọng nhất định dành cho những người lãnh đạo hoặc là những vị sếp hoặc là đồng nghiệp đến từ các nước khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên,
để mà phát huy hơn nữa thế mạnh là một á, là sinh viên Việt Nam mình cần cải thiện khả năng giao tiếp ngoại ngữ. Thì đôi khi không có một cái ngôn ngữ trôi chảy, đặc biệt là tiếng Anh á, đó là một sự thiệt thòi khi mình giao lưu, khi mình ngồi trong một cái phòng họp hay bàn làm việc đưa ra những quyết định chiến lược, nhưng mà mình nói không lại những cái người đồng nghiệp quốc tế hoặc là đối tác quốc tế của mình, thì đầu tiên ngôn ngữ rất là quan trọng. Yếu tố thứ hai của sinh viên Việt Nam mình có thể là kỹ năng mềm. Khi mà nói đến kỹ năng mềm thì Tracy sẽ đề cập đến ví dụ như là khả năng quản lý thời gian, sự chuyên nghiệp khi mà mình làm việc trong môi trường quốc tế, khả năng tương tác với lại đồng đội của mình. Ngoài ra còn có những cái kỹ năng mới trong thời buổi hiện nay, đó là khả năng làm việc từ xa, khả năng hội họp trực tuyến, rồi ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công việc, nó cũng là những cái kỹ năng mềm mà các bạn sinh viên Việt Nam mình nên trang bị. Ngoài ra thì với sinh viên Việt Nam mình cần phải tăng cường hơn nữa bản lĩnh và cái sự tự tin của mình trong vai trò là những cái người lãnh đạo trẻ. Thực ra Tracy gặp rất là nhiều học sinh của các nước, từ cái độ tuổi ngay cả từ trong cấp 1, cấp 2, cấp 3, học sinh quốc tế họ rất là tự tin rồi, họ rất là bản lĩnh rồi, họ sẽ trình bày đưa ra ý kiến một cách rất là chuyên nghiệp nhưng mà không kém phần dễ thương và khiêm tốn, làm cho những cái người lãnh đạo cấp cao hoặc là những người lớn thành công yêu thích những bạn ấy. Đôi khi các em sẽ thử thách mình hơn nữa trong những chương trình quốc tế nè, hoặc là trong các cái hoạt động ngoại khóa quốc tế. Thực ra là thế hệ của các em hiện nay rất là may mắn, vì mình sẽ có công nghệ nè, mình sẽ có thể học từ xa nè, mình tham dự những kỳ thi quốc tế thẳng ra nước ngoài. Còn trong thời của cô Tracy thì không có. Cho nên là các em phải tận dụng hơn nữa những cái ưu thế này do thời đại mang lại, để mà cho dù mình ở Việt Nam, cho dù mình ở tỉnh xa, cho dù mình ở miền núi hay là hải đảo, mình cũng sẽ có những cái phương tiện, mình cũng sẽ có cơ hội để tiếp cận quốc tế ngay trong độ tuổi nhỏ từ ngày hôm nay. Hãy luôn luôn tin tưởng rằng là cơ hội sẽ luôn chờ đón mình phía trước. Ở trong môi trường quốc tế, chúng ta chứng minh bằng năng lực thôi. Chúng ta chứng minh bằng năng lực, chúng ta chứng minh bằng thái độ làm việc chuyên cần mỗi ngày, chứng minh từ sự học hỏi, chứng minh bằng sự đa dạng, không ngại khó, không ngại khổ của mình, và tham dự vào thiệt nhiều những hoạt động của các công ty trong môi trường quốc tế. Sẽ có những bạn đôi khi ngay thời điểm các em gia nhập công ty, các em không biết rằng là liệu mình có thế mạnh gì, liệu mình nên gia nhập vào phòng ban nào, lãnh vực gì là phù hợp với mình. Vậy thì trong độ tuổi của mình, hầu như các công ty quốc tế đều cho phép các em được quan sát, được tìm hiểu, được hỏi. Khi mà mình càng có nhiều thời gian mình trải nghiệm tại các công ty quốc tế, mình sẽ tìm ra được cái con đường của mình, tìm ra được lãnh vực mình yêu thích, tìm ra được dự án mà mình yêu thích để mà mình volunteer, có nghĩa là mình xin hỗ trợ, xin làm việc, xin tham gia vào để mà mình bước lên những cương vị cao hơn.